Chào các bạn, các anh em ha. Thì đây là cái chiếc xe quay. Thì xe này nó bị đứt cái cọng dây dây công tơ mét ha. Đây nè, công tơ mét thì thường người ta kêu bằng dây đồng hồ. Nó đứt ngang đây ha. Thì cái còn trong đây nó còn cái còi trong đây nè. Thấy không? Còn đây nè. Bây giờ mình sẽ thay cái cọng dây đồng mét mới ha. Thì đây là cái chiếc quay A, thì nó sẽ thay cả loại cộng xe quay này, thì nó sẽ có cái đầu gài. Thì loại xe nào mình phải thay đúng xe đó mới được ha, nếu thay trật thì không có được. Ở dây cộng dây đó nó sẽ ăn lên cái đồng hồ này, thì nó bị đứt rồi nên mình chạy nó sẽ không có báo được km. Nên sẵn hôm nay mình thay sẵn chia sẻ cho anh em thợ mới học nghề ha. Còn mấy anh em không phải là thợ xem để mình tham khảo và mình biết thêm thôi. Bây giờ để tháo được cái hộp đầu ra, trước tiên là mình phải tháo cái trái đèn trước. Thì trái đèn trước nó sẽ dính với cái bợ này. Thì đầu tiên thì mình sẽ gỡ hai cái kiến ra. Hù gỡ qua gỡ cái bên đây. Thì có thằng em này cho nó phụ gỡ mình cho lẹ ha, để dặn luôn. Đó, dặn luôn. Rồi xong rồi cái dặn hai ốc này, mày dặn đi, Bấm vô đây là bấm bấm vô dặn ra. Bây giờ mình sẽ cho cái thằng em này nó làm ha. Thì cái này rất đơn giản, ai làm được á. Thấy không? Bấm mạnh lên nó quay ra luôn. Rồi tới cái con kia. Cái bắt kẹt nè, thấy không, la thấy không, nhí 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 á, rồi ra rồi đó. Rồi hẹn cơm đó hả? Đây đây có con nè, kênh phải chưa ngay rồi ốc con bán. Anh ngay canh canh cho ngay cái đầu ba ke. Xoay qua xoay qua. Đó. Canh cho ngay đầu ba ke mới bắn là được. Ra đó. Đó. Đây, ra đó. Rồi. Lấy đầu ra. Rồi thì cái cọng đó nó sẽ lên trên đây, nó có một cái tối quá. Rồi, cái cọng trên đây nó sẽ có cái này, cái con ốc này để nó dặn công tơ mét lại, thấy không? Bây giờ mình sẽ đút tay vô, lòn tay vô nè. Không thấy ta, lòn tay vô nè, mình dặn ra. Xe xé cọng dây đó đi. Xé cọng dây ra đi. Rồi rút ra. Rồi bây giờ mình sẽ lòn xuống em. Đó nó hai cái đầu, hai đầu nó sẽ khác nhau, thấy không? Một đầu này là phía dưới, đầu này là nó phía trên đồng hồ. Ở dưới mình lòn lên đi. Ơi. Hấp chim tướng nữa. Rồi, qua mấy anh kia quay vô. Thấy không? Hay. Rồi, đây là khi lên này mình sẽ dặn vô trong cái đồng hồ ha. Sao sao quay ui ra ra ra. Rồi mình dặn bằng tay nó yêu cầu nó cứng lại được ha. Thì giờ tới tới mấy đây. Đây. Rồi. Rồi coi giờ cái phần ở dưới đây là nó có cái chốt nó còn dính trong đây nữa không? Thì mình sẽ nải ra ha, nải dùng cái gì nải cũng được. Thấy chưa? Đó, nó gãi hết khúc nữa thấy không? Rồi giờ mình sẽ vô vô đây nè. Ê, đè đè đuôi xe xe vừa mày. Chứ
À giờ mình sẽ quay cái bánh trước nè, quay bánh để mình vô nè. Đó. Đó bây giờ mình sẽ này thì dày được ha, giờ mình sẽ quay cái bánh ha, mà kia đồng hồ nó lên là ok ha. Đừng. Đó, mình quay cái bánh kia đồng hồ lên thấy không? Giờ mình cho ngừng bánh đây nè. Xuống hạ xuống nè. Đó, vậy là ok ha. Thì nếu hỏa thai dày thì nãy mở ra sao thì mình sẽ nãy mình mở ra sao thì mình sẽ gắn vô ra nhé. Thì phần video mình chia sẻ cho các bạn cách thay gọng dây công tơ mát của chiếc xe quay A này rồi ha. Nếu các bạn thấy thích video mình thì cho mình một like và đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn bấm chuông để khi ra video mới là nhận thông báo hoàn toàn miễn phí. Rồi thôi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.